Rồi, hello anh em ha. Thì đáp ứng yêu cầu của anh em, bữa nay em lôi cái tấm pin ra em phơi nắng và quay cái sạc Mạnh Quân, cái bản giá rẻ 650.000 sạc MBPT, hướng dẫn cho anh em cái cách cài đặt đơn giản cơ bản nhất ha. Rồi anh em cùng theo dõi với em ha. Rồi thì đây em đang đem cái tấm pin này là tấm 400W. Thì cái tấm 400W này thì hiện nay là chỉ có tại kho An Giang bên em là còn vài tấm thôi nha. Giá là 1,5 triệu. Anh em nào có mua thì ở gần thì anh em chạy là anh em chở về dùm em luôn nha, là 1,5 triệu nha. Đó, đây tấm là 2 mặt kính nha, đen tuyền ở phía dưới luôn, cái khung của nó là khung nhôm màu sơn đen luôn nha nè. Để đây em đang câu đỡ nên là em sẽ xài cái kẹp ha. Rồi đưa qua đây. Đó, nhân vật chính của mình ngày hôm nay là cái này đây. Đó, thì đây là cái sạc giá rẻ của Mạnh Quân ha. Thì mình chỉ việc là mình đưa vô, mình cấp vô, mình không cần phải sử dụng bình luôn. Đó, mình chỉ cần là tấm pin thôi là nó tự chạy trực tiếp từ tấm pin nha. Đó, ví dụ anh em về xài thì anh em có thể xài là cái jack MC4, còn nếu không á là anh em lấy cái kéo anh em cắt cái bập cho em luôn, anh em nối vô như nối dây điện bình thường thôi, nó là xài dây điện thôi, không có gì hết trơn. Còn dưới này em dằn lại để cho nó cái cực dương cực âm nó đừng đụng vào nhau thôi, nó đụng vào nhau, nó chạm vào nhau, em dằn lại thôi chứ không có gì bên dưới hết ha. Đó thì điện là qua đây, xong rồi qua cọng dây này. Đó, rồi nó đi vô cái sạc. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em xài cái sạc này nó như thế nào ha. Đó, bây giờ anh em thấy chưa, để em quay lại cho nó rõ nè ha. Thì cái quạt này, cái sạc này khi mà mình xài mình sẽ gắn cái quạt vô đây nha. Đó, mình sẽ áp nó vô đây để nó hỏi nha. Còn bây giờ mình chưa xài thì mình chỉ gắn vô. Thì khi mà anh em gắn vô là tự động cái màn hình nó sáng ha. Ở đây bên đây nó có 3 nút chức năng nè, nút lên, nút xuống với lại nút cài đặt. Bây giờ mình sẽ bấm vô cài đặt nè, mình bấm mình giữ nó là sẽ sáng đèn lên. Đó, đây là chế độ là inverter nè, nó có nhiều chế độ nè, chế độ sạc pin nè. Bây giờ là lithium nè, nếu mà anh em xài cái pin lithium thì anh em chọn chế độ sạc pin lithium. Rồi ví dụ mình xài ắc quy thì mình xài là mình bấm vô chữ ắc quy, nó sạc được mình ắc quy luôn ha. Đó, mấy cái này là của sạc Mạnh Quân là mình nó sướng ở chỗ là mình xài tất cả đều là tiếng Việt nha. Đó. Rồi, chế độ này là chế độ inverter. Cái inverter này tức là gì? Tức là nó chuyển tiếp từ cái tấm pin xài trực tiếp ra đây luôn, mình khỏi cần phải xài bình. Tức là mình lấy điện trực tiếp từ tấm pin mà nó ổn áp, nó giống như là ổn áp robot vậy đó ha. Nó sẽ điều tiết, mình cài được cái điện áp ra chỗ này nè, mình cho nó ra bao nhiêu mình xài luôn. Thì là chế độ inverter không cần bình. Đó, còn ví dụ mà mình muốn sạc pin đó thì mình sạc. Đây điện áp này là mình có thể cài đặt khi sạc đầy là bao nhiêu mình bấm cài đặt nè. Đó, rồi cài đặt dòng sạc nào, ví dụ như mình đây làm cái sạc này là 40A thì mình chỉnh lên maximum là 40, lên nữa nó cũng không lên ha. Rồi mình giảm xuống, ví dụ cái bình mình nhỏ mình xài chừng 20A, giờ mình cài 20 nè. Đó, bình mình nhỏ thì mình cài 20 thôi, sạc nhiều quá nó chai bình, thấy không? Rồi chỉnh sai số volt thì mình không cần thiết mình bỏ luôn. Rồi thời gian mà nó sáng cái đèn này nè, mình cho là 1 phút hoặc là không tắt luôn thì mình có cái cài nè, 3 phút, 5 phút nè, rồi hoặc là không tắt luôn nè. Bây giờ để không tắt luôn ha. Đó, rồi reset cái watt thì mà khi nào mà mình muốn reset lại mình reset. Đó, cài đặt là wifi, để cài đặt wifi xem lên điện thoại ha. Thì để cài đặt wifi xem trên điện thoại thì bữa nào em sẽ làm cho anh em một cái clip riêng nha, hướng dẫn cho anh em cái cách cài wifi. Còn bây giờ em chỉ hướng dẫn cho anh em cài đặt ở trên này cơ bản thôi. Rồi khôi phục mặc định nè ha, lại nếu mà mình chỉnh sai hết, mình hết biết gì mình chỉnh lại về mặc định. Rồi bấm cái nó ok là tự động nó nhảy về. Thì ở đây là anh em sẽ thấy là điện áp cái tấm pin đó là điện áp làm việc nó là khoảng tầm 35V. Dòng nạp của tấm pin nè ha. Rồi đây là công suất nè ha, đây là nhiệt độ tấm pin, còn đây là nó báo nó đo công suất nha. Ở đây nó sẽ đo công suất. Đó. Rồi còn này là cái điện áp mà mình cài nè, điện áp này mình có thể chỉnh được nha. Ví dụ mình muốn 12 thì mình chỉnh 12, mình muốn 14 thì mình chỉnh 14 ha. Đó, còn ví dụ như ngày kiếm được bao nhiêu điện là nó sẽ để ở đây, nó để cho anh em. Đó, ngày kiếm được nhiều điện thì nó sẽ nhảy liên tục hai màn hình này một chút xíu, nó sẽ nhảy thêm màn hình này. Đó. Bây giờ nó ra điện này thì mình sẽ cắm vô mình xài, cái này là cái đèn 12V nè. Mình cứ cắm vô đây thôi là nó sẽ sáng nè. Em cắm đỡ thôi ha. Có một tay à. Để em đặt cái camera em quay cho anh em xem. Em đặt xuống ha. Rồi em đặt đỡ để em cắm cái điện vô ha. Đây, cắm vô để cho anh em thấy nó cháy cái đèn thôi. Để xíu em quay lại. Bữa nay không có cameraman rồi, đi ngủ rồi. Rồi, mình thấy nó cháy chưa? Đó, cứ vậy là mình xài thôi, nó cháy nào ok chưa? Cái đèn này nó khoảng vòng khoảng 35W. Ở trên này nó để là 35W nè. Đó, mình giật ra. Cái dòng của nó khá là mạnh đó. À, thì khi mà mình gắn cái đèn vô là cái chỗ 3W này nó sẽ lên là 35W, tức là cái bóng đèn này nó tầm khoảng 30W nha. Đó. Còn cái này cái dòng không tải của nó chạy á, thì là tầm 3W ha, tức là nó chạy cho nó nuôi cho cái mạch này là tầm 3W. Như vậy là chỉ cần một cái mạch này. Đó, ví dụ như anh em thích thì cái bản giá rẻ này á, nếu mà không có wifi là 650, còn có wifi như thế này là 750 nha. Còn ví dụ như mình muốn mà có hộp đồ này kia luôn đó, thì anh em mua cái hộp này thì nó là 1 triệu nha. Đây nào nó 1 triệu nè. Thì cái nút bấm người ta sẽ dời lên đây nè, cái nút nãy giờ mình bấm á, sẽ dời lên đây bấm thì cũng cài đặt y gan tương tự vậy đó. Thì cái này là cũng là 40A nhưng mà cái bản này là cái bản full của nó. Bản full của nó thì là 1 triệu ha, 1 triệu là chưa có wifi, còn nếu mà có wifi tầm 1,1 triệu hay gì đó. Đó thì tùy do anh em cân nhắc ha. Ví dụ như mình muốn mà cái vỏ nó đầy đủ, nó đẹp gì luôn thì mình chơi cái bản này. Đó, còn nếu không thì mình chơi cái bản giá rẻ này thì mình gắn vô mình xài thôi. Và đặc biệt là cái sạc Mạnh Quân này là nó được cái chức năng của nó là nó chạy không cần bình ắc quy nha. Nó chạy không cần bình ắc quy. Là cứ như vậy là ví dụ như mình muốn mà nắng lên là mình xài thôi đó. Mà anh em nhìn là trời nó đâu có nắng lắm đâu. Đó, trời nó ui trời mây mù mà nó đâu có nắng đâu. Nắng không có gắt ha. Ở giờ này là cũng phải 2 giờ chiều đó nhưng mà nó đang vô mùa mưa đó, anh em. Trời nhiều mây lắm, nó không có nắng nhưng mà điện thì vẫn ra rất là ok nè. Đó, dòng thứ mà nuôi mấy cái bóng đèn LED này thì tấm pin này là dư sức luôn. Hoặc là anh em sạc một cái bình mà 100A là dư sức luôn. Sạc từ sáng cho tới tầm trưa là ở đây rồi. Đó. Còn khi mà nó nóng lên thì tự cái quạt này sẽ tự chạy. Bây giờ cái quạt này nó sẽ không chạy nè ha. Nóng lên là tự chạy nha. Đó. Quạt thì cứ đặt vô đây thôi. Còn ví dụ như mà mình xài bình á thì mình gắn cái bình vô, cực âm vô, cực dương vô. Rồi gắn vô cái bình xong mình cài qua vô chế đặt chế độ cài đặt mình cài lại là bình ắc quy. Đây mình vô cài đặt nè. Đó, mình chọn là bình ắc quy nè. Giờ ví dụ mình cắm bình đi. Rồi mình chọn bình ắc quy nè, sẽ qua đây. Điện áp sạc của nó là 14V nè. Là đầy của con ắc quy. Ví dụ mình muốn giảm hoặc tăng lên mình tăng lên nè, 14.5, 14.6 nè. Đó, giờ 14.4 nè là ắc quy ha. Đó, dòng sạc 20A. Đó, ví dụ như cái bình mình 100A thì mình sạc tầm khoảng 20A là ok. Ha. Còn bình mình lớn thì mình tăng lên nữa. Đó, rồi là ok là nó lụm thôi. Ok. Là nó đang cho chế độ là nó sạc bình ắc quy đó. Đó anh em không? Chế độ bình ắc quy là nó chưa có bình nên là nó sẽ không nạp nè anh em không? Nó dừng. Đó, còn ví dụ khi mà mình muốn cài chế độ inverter mình xài trực tiếp mình phải chuyển chế độ đó nè, mình chuyển qua chế độ là inverter thì nó mới ra điện 14.4. giờ tăng lên luôn nè, giờ mình tăng lên 15 rưỡi mình xài coi. Đó, mình tăng 15 rưỡi mình xài nè ha. Rồi mình bấm nè, 20A giờ lên 25 đây. Đó, mình muốn điện nó ra là 15V cho nó mạnh nè. Đó, cài được hết luôn, toàn bộ là tiếng Việt hết mà lo gì, bởi vì khóa Mạnh Quân là nhiêu đó. Đó, nó ra 15V rưỡi nè anh em không, là mình cài được này luôn. Còn ví dụ bây giờ mình xài mà tầm 6V mình chỉnh vẫn được luôn. Giờ mình thử mình chỉnh cho anh em 6V nè. Đó, nó chỉnh được luôn, nó hay chỗ đó đó. Cái tấm pin nó điện áp nó bao nhiêu kệ nữa. Nhưng mà bây giờ mình chỉnh đường này nè. Nó cứ đè giữ là nó giảm xuống. Giờ giảm xuống 6V luôn, thấp nhất là 6V. 800 mấy. À này hai thấp nhất là 7.9V anh em ơi. Giờ cho 8.5V đi. 8.5 này ha. Rồi, ok. Thấp nhất của nó là 7.9V nè. Rồi. Đó, nó sẽ tự động ở trên này là 35V nhưng mà nó tự nó chuyển về đây nó có 7 chấm mấy. À tại vì nắng nó yếu nè anh em, nắng nó yếu. Còn khi nắng nó to lên là nó được ra 8.5 nha. Bây giờ đang nắng yếu nó tắt nắng luôn rồi. Đó, tức là nói nôm na là mình hướng dẫn cho anh em đó là mình có thể cài được cái điện áp đầu ra này nè, mình muốn nó bao nhiêu volt là bao nhiêu. Mình muốn điện áp sạc nó bao nhiêu là bao nhiêu, mình cài đặt được hết toàn bộ luôn chỉ trong một cái mạch này thôi. Đó, bây giờ mình rút ra mình nghỉ nè, rút ra thì nó tắt thôi. Tắt liền, tắt ngớm liền. Tại vì nó nuôi là nó chạy trực tiếp là từ tấm pin mà. Đó, chạy đâu cần bình ắc quy gì đâu ha. Chạy là trực tiếp là từ tấm pin. Đó, rồi ok. Clip này chỉ có vậy thôi. Đó, anh em nào có thắc mắc gì không thì để lại dưới phần bình luận cho em. Còn bữa sau đi. À, anh em nào muốn xem em hướng dẫn cài wifi em sẽ làm, tại vì hướng dẫn cài wifi thì phải có cái điện thoại nữa anh em, có cái điện thoại rồi phải bật tắt rồi phải cài wifi. Đó. Rồi, cái đó phải có camera men quay cái bên em mới làm được. À. Rồi quay cho anh em lại một lần nữa nè, coi trời nè. Trời là không có một miếng nắng nha. Trời không một miếng nắng luôn. Đó. Trời nè, mây mù mà ha. Đó, ghe dịch đồ nó chạy nè. Trời ơi. Rồi ok, nếu hay cho em xin một lượt like bấm đăng ký kênh nha anh em.